hỏi thôi. À, nó cũng thuộc về nhân quả con. Bởi vì đây là nhân quả con thấy bây giờ đó. À, con nuôi một con vật, à, con nuôi một con rắn hay một con chó đây này kia rồi. À, nhưng mà con gặp tai nạn hay gì đó, con thấy như một con ngựa thôi. Nhưng mà khi mà cái người mà chiến sĩ họ đi ra trận họ chết, con ngựa nó vẫn chở cái người chiến sĩ đó. Còn cái con nuôi nó trả ơn. Bây giờ con nuôi một con chó này. Mà khi mà con có tai nạn gì, con chó nó chạy về nhà nó kêu, cứu. Nó là nuôi vật. Còn nuôi ân nhân trả quả, nó đều là nhân quả. À, con có cái duyên gì con mới nuôi con chó đó chứ. Cũng như cô Út có cái nợ gì con cũng nuôi con chó đó chứ. Không, không mà cũng nuôi sao, nó phải có nhân quả. Con hiểu không? Là do đó là nhiều khi cô chịu cực khổ với nó là con phải trả cái nợ của nó đó. Nó là nhân quả. Rồi về cái con vật á, thì thường thường á, nó nuôi vật trả ơn á, thì nó có những cái câu chuyện cứ nuôi con vật mà con vật nó biết ơn, nó trả cái ơn của chủ nó. Con thấy những con chó mà người ta nuôi mà thầy thấy có những cái mẫu chuyện mà nói những con chó mà nó cứu chủ nó, nhiều khi nó cứu chủ nó mà nó chịu chết á. Đọc những cái câu chuyện đó mình thấy xúc động thật. Mình thấy con vật mà nó hy sinh cứu chủ nó, cuối cùng con chó nó chết, nhưng mà chủ nó sao. À, đó là nuôi vật trả ơn. Còn nuôi nhân trả quá. Thấy người nghèo khổ quá, tội nghiệp, thôi mình đưa họ về nhà mình giúp đỡ. Đúng không? Nhưng mà cuối cùng đó, mình giúp đỡ nó thì trả lại mình cũng quên, nó vô nó lấy đồ mình đi hết. Cái chuyện này xã hội xảy ra mà mấy con, nó có chứ đâu có không. À, cho nên vì vậy đó, nó có những cái mẫu chuyện mà nuôi nhân. Nhưng mà mình phải nhìn trong nhân quả. Trước kia mình cũng lấy đồ người ta, cho nên bây giờ nó lỡ đây nó làm bộ nghèo nó, hoặc là nó nghèo thật, nhưng mà nó cỡ cái lòng thương của mình. Chứ tại sao mấy người nghèo kia mình không đem vô nhà mình nuôi được thằng này, thấy thằng này thương thương quá, nhưng mà không ngờ là nuôi ít bữa cái nó chờ mình cũng quên, nó lấy đồ đạt mình đi hết, lấy tiền hết trơn. Trời đất ơi, bây giờ biết nó đâu tiền. Con thấy đây là nuôi, là thật sự mình thương nó, mình nuôi nó. À, con nhớ là có câu chuyện trong báo như thế này. Cái ông đó nằm bán cái xe phở, đẩy cái xe phở đi bán thôi. Nhưng mà ở bến xe An Đông á, thì nó có nhiều hành khách. Thì có một chú thanh niên đó thì xuống xe rồi không biết đi vô thành phố này để kiếm nghề nghiệp. Thì chắc có lẽ là đến ăn tô phở rồi cũng tâm sự nói. Thì cái ông này cũng thấy thương tội nghiệp. Anh thấy thương tội nghiệp là cái nhân quả rồi đó mấy con. Thì ông nói thôi bây giờ cháu bây giờ em không có nghề nghiệp, thôi em đến nhà của bác hay cô chú đi, ở đây rồi đẩy xe bán phở giùm cho với chú đi. Thì cái ông này là dân phòng, cho nên cái đêm mà ông đi gác ông dân phòng, ông gác ông chủ nhà, còn có vợ ông ở nhà thôi. Trời ơi, nó giết vợ ông, nó lấy tiền sạch tới chừng nó trốn mất, về vợ ông chết mèo. Con thấy cả một vấn đề nó dám giết người ân vậy thì nuôi vật nuôi nhân trả quán chứ đâu phải. Mà sự thật đó là nhân quả, phải thấy qua cái góc độ nhân quả rồi mới biết ghê lắm, nó mới khiến vậy chứ còn cỡ không có nhân quả làm sao ông rước nó về nhà, rước về nhà để mà trả cái nhân quả của đời trước đó. Đó cho nên mình nói câu nói là tại vì người ta thấy sao nuôi con vật nó còn biết ơn hơn là nuôi con người, cho nên người ta quá dè dặt đối với người. Với gì cái câu nói của người xưa nói vậy đó là tại vì họ không thấy nhân quả. Nhưng mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta thấy đó là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà vì người ta thấy nuôi người sao nó hay trả quá. Đúng vậy, nuôi người hay trả quá. Ở chuyện mình ở nhà mình nuôi riết là bắt đầu cái gì đến cỡ ra nó ráo hết rồi. Trời ơi đó, có phải trả quá không mấy con? Đó là một cái điều kiện hẳn nhiên mà. Bởi vì nó ở trong nhà mình nó biết à, sao nó cái tình trình mà nó ghét mình chút nó đi ra rồi. Trời không có cái gì mà nó vừa, mà còn nói thêm nữa cho khác. Cho nên thấy rõ ràng là trả quá chứ đâu mà trả ơn. Mà từ bát cơm từng cái này kia mình để giúp đỡ cho nó, bây giờ nó trả như vậy thì các con thấy có tức không? Đó, như vậy đời xưa người ta nói, nhưng mà người ta không thấy được nhân quả người ta mới nói câu nói đó, chứ người ta thấy nhân quả là không nói câu nói đó đâu. Không có nói mình nuôi vật nuôi nhân vậy theo quả, không có nói câu nói. Bị vì nhân quả đó. Dù muốn dù không đi nữa cái nhân quả họ trả nó cánh không hỏi đó. Thì ở trong cái câu hỏi của con thì nhìn như thầy có ghi đó để trả lời mà thầy trả cái tập vở của con thì là bây giờ con hỏi vậy. Thì có ai mà có muốn câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy trả lời.
Con bạch thầy ạ, con bạch thầy là nếu như mà ta nói là theo mình hiểu theo luật nhân quả, bây giờ ví dụ như là cái người này đâm một cái người kia bị chết, thế thì nếu mà mình hiểu theo luật nhân quả thì cái anh này cái quả của anh ấy là chết, thì thôi thì ta hỏa hoãn, ta không cần thiện, không cần tụng, không làm gì nữa. Thì nếu mà hiểu được nhân quả thì ta biết được cái nhân quả, thế thôi không cần bắt đèn, không cần, thế thì nếu ở bên đời ngoài thì người ta bảo như thế thì không được. Thì thật ra con ấy ở khu con có một cái ông này ông cũng giàu lắm, ông về hưu, ông không có con nhưng mà ông nuôi một đứa cháu học ở đấy đến học, nhưng mà lại có một cái anh ở cái tỉnh Bắc Ninh Bắc Giang thì anh về đấy làm một công, anh với hoàn cảnh của anh khó khăn, ông đã nhận là con nuôi. Ông nhận được con nuôi thì ở với ông được một thời gian nửa năm, thì ông anh ấy thuê nhà ấy ở chỗ khá nhỉ, rồi anh ấy đi lại lại, thì hôm mới mời cái ông bố đến cái chỗ ở ấy, chỗ trọ ấy, hai ông con uống bia uống rượu thế nào không biết, xong lúc về nhà thì anh này giết ông này, giết xong rồi đào ngay cái trong nhà, xong rồi chôn cái ông xuống đấy, lấy cái chìa khóa của ông về nhà, bảo thằng cháu lên xe máy lấy hết đồ đạc của ông gọi là đưa về quê. Hôm nay ba ngày sau thì không cái thằng cháu thì cứ tưởng đi đi kia đến lúc mà xung quanh có người ta cái mùi nó xông lên quá, mà cái ông này ông người của ông đi mất, thì cái nhà nó bị phá công an thì đấy, thì đào ra cái này. Thì con nghĩ là nếu như mà hiểu về nhân quả thì cái ông này là đến cái ngày mà phải trả cái nợ ấy, thế nhưng mà cái người giết kia ấy thì mình không cần phải kiện nữa, mà như thế thì nó có trái gì không? Nhưng không trái, đối với pháp luật thì trái. À, đối với pháp luật hiện hành thì trái, nhưng mà đối với nhân quả thì không trái. Cho nên cái mà chuyển nhân quả đó, thì cái gia đình của những người mà còn sống của ông này đừng nói chuyện cơ mà bãi nại. Mặc dù cái tội hẳn hoài đàng hoàng bãi nại, đừng có để cho ông này bị giết. Thì tức là mình chuyển được cái nhân quả của ông này thì ông này sẽ không còn cái nhân quả nữa. Thay vì ông ta cũng đã giết, trong cái đời nào đó ông đã giết người, cho nên bây giờ ông sanh ra đến cái môi trường đó gặp cái người này để giết ông ta. Cái đó là nhân quả mà. À, cho nên vì vậy đó mà khi mà cái gia đình những người mà thân của ông ta biết như vậy, biết nhân quả rồi, thì chúng ta sẽ bãi nại. Vì công an nó bắt mình bãi nại thì nó giảm tội tử hình đó, mà nó giảm cho mình ở tù chung thân, ông này không chết. Nhưng mà điều cái tội ác, cái ông giết người cũng phải trả cái quả chứ đâu phải trốn, chứ đâu phải còn bãi nại rồi ông cho ông đi về tự do được đâu. Thôi chứ ít ra thì bãi nại là con không có kiện thưa ông ta, đúng không? Cho nên tòa nó giảm cái án tử hình, mà còn cái án tù nó không tha đâu. Bây giờ cái luật giết người rồi, vì vậy đó, thì không có trốn khỏi cái tội mà giết người đâu, đó là cái ác rồi, chứ không phải là nói mình làm. Bởi vì cái hành động đó, mặc dù là cái ông kia đang trả, nhưng mà mình tạo cái nhân ác của mình, thì mình phải tỏ làm cái quả. Mà nếu trong cái đời nay như vậy, cái từ trường hồi mà cầm cái dao đó, nó đã sinh ra cái một cái con người để chịu cái quả bị người ta đâm giết rồi đó. Nó không thưa thầy, nhưng mà nếu mà cái gia đình ấy vẫn cứ thiện tụng thiết thì cái quả của cái ông này vẫn chưa hết hả? Nó chưa hết, chưa chuyển. Cũng như bây giờ người ta chửi mình không giận là mình chuyển, mà mình giận á, mình đáng giận cũng như là đáng cứ kiện nữa, cái quả nó không chuyển, nó còn tiếp diễn á, nó tiếp diễn thù hận, hận thù đó, nó tăng lên cái nhân quả. Thưa thầy, như vậy con có một cái trường hợp ở ngay cạnh nhà con, cái cụ già ấy, cụ thì không nghèo lắm, thì cụ có năm phân vàng, tức là chưa đầy một tỷ. Thế mà cụ chỉ từ nhà mà ra đến chợ chỉ được khoảng chưa được nửa cây, thế mà bị người ta giật, người ta cướp, tức là đẩy cụ xong đâm cái đập ở đầu vào thì cụ chết. Nhưng trong lúc đấy con thấy có những người vàng người ta đeo từ tay chân đến chân mà người ta trả bao giờ đã bị ăn cắp, thì con nghĩ vậy đấy cũng là cái nhân quả của cái cụ này, tức là trước này trước kia cụ cũng phải lấy cắp của người ta hoặc là bị cướp giật người ta, nên là dù là rất là ít không đáng bao nhiêu nhưng mà vẫn bị giáng nghiệp cướp giật. Mà cái người mà người ta dù cho người ta không có cái nhân quả ăn cướp ăn giật của ai, người ta giàu có mà không ai đụng đến, nên cái đấy nữa con nghĩ là cũng không có nhân quả của cái trước của người kia. Đúng rồi, dù sao đi nữa cũng có cái nhân quả, bởi vì mình đang sống trong nhân quả mà, hàng ngày mình sống trong nhân quả mà, rồi cái từ trường cũng là nhân quả, rồi cái hành động 4-3 cái hành động trong thân của mình, thân khẩu ý cũng đều là nhân quả, từ cái ăn nói nín của chúng ta đều là nhân quả hết, rồi chúng ta sống ở trong nhân quả thì không có thế nào mà chúng ta tránh khỏi nhân quả. Cho nên mình thấy nhân quả là thấy đúng như thật, không có thế nào. Nhưng mà vì nó có những cái điều kiện nó mù mờ quá mà chúng ta không có thể, cái tri kiến của chúng ta không hiểu, nhờ một cái người khác người ta giải thích, người ta dựng lại để cho mình thấy nó cụ thể. Ví dụ như thầy nói
thầy nói một cái người mà sanh ra nhiều người thì khó ai tin, nhưng mà nói một cái quả nó có nhiều hạt người ta sẽ dễ tin, và nó sẽ lên nhiều cây rồi nó sẽ lên nhiều trái thì cái đó là người ta dễ tin hơn. Nhưng mà dựa vào cái căn cứ đó để cho mình xác định được cái nhân quả của con người thì nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Cho nên vì vậy mà bây giờ không tin là mình nhìn cây cỏ thì mình cũng ta thấy nó là cái quy luật của nhân quả như vậy mà. Thì mình đang sống ở trong nhân quả thì cây cỏ cũng đang sống trong nhân quả, chứ đâu phải nó hoài nhân quả nó sống như vậy đâu. Cho nên nó đâu có khác nhau. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết mọi sự động dụng, cái ác, cái thiện của chúng ta trong cuộc đời chúng ta đều là có nhân quả hết, không có trật. Không có gì hết. Mình cứ suy luận, cho nên Phật nói cứ thấy cái nhân hiện tại này, thấy cái quả hiện tại này mà suy đoán được quá khứ, cái nhân quá khứ và cái tương lai của mình như thế nào. Cứ nhìn cái hiện tại mà biết rằng. Thưa thầy, con nghĩ rằng là bây giờ ví dụ như con là đang sống này thì tất cả cái nghiệp con bị cái gì thì là con nói là cái nghiệp con bị trả. Nhưng mà khi cái thân con lại chết đi rồi, tức là chết thì không còn cái gì nữa, thì là ví dụ như là bây giờ có người đã chết rồi, bây giờ người ta còn phải hai quật lên người ta mổ, hoặc là mổ sẽ trước khi ấy thì mổ là cái nghiệp. Thế thì con nghĩ là chết còn gì thì là cái nghiệp nữa. Anh nhân quả cái nghiệp của nó chứ đâu phải con nữa mà con nói. Bây giờ con chết rồi người ta móc lên người ta mổ trẻ con, thì đó là cái nghiệp mà con bị, cái nghiệp mổ trẻ chứ đâu phải là cái con nữa bị mổ trẻ đâu. À, con còn sống là con mổ trẻ là con biết đau đứt ớn rồi, chứ còn con chết rồi thì cái nghiệp của con mà nó mổ trẻ cái thân con như thế nào. Bây giờ có cái người đó bị giết chết đi rồi họ đem họ chôn họ lắp đi, nhưng mà tới khi mà người ta phá giác là được á, công an nó đưa pháp y đến nó mổ trẻ ra coi ông này bị đánh đập như thế nào giết bằng cỡ nào, nó là nguyên quản đàng hoàng mà. Thành ra ông này chết ngắt rồi mà nó cũng vẫn mổ trẻ ông ta à, nó đâu có tha ông đâu. Bởi vì cái nhân quả của ông ta tạo cái kiểu đó thì bây giờ ông dù ông có chết đi nữa cái nhân quả ông phải trả thôi, cái thân ông là cái thân nhân quả mà chứ phải ổng đâu. Con cứ nghĩ ổng à, cho nên ổng phải chịu trả đâu, phải cái thân nhân quả nó trả, mình là nhân quả mà, chứ mình có gì của mình. Thầy, con được nghe câu chuyện là một có một ông bị ta ngã xuống hố, mà ông đi đường ông kêu là ông ơi cứu tôi mấy, thì cái ông đi trước ấy thì không cứu, ông có nói là ông cố mà leo lên chứ tôi trước đây tôi cũng té cũng đấy, nhưng mà tôi cố tôi leo lên được, thì bây giờ ông cố leo lên, nhưng mà cái ông bị ngã xuống hố đấy thì lại không im, không cố lên, mà lại thấy người đi sau là bắt đầu là kêu ông bà ơi cứu tôi mấy, thì cái người đi sau ngoài trời thấy người ta thấy tội nghiệp quá, người ta mới cứu lên. Thì cái này con xin hỏi thầy là cái người đi sau chắc là người ta có duyên với cái người té xuống hố thì người ta cứu phải không thầy? Đúng rồi. Còn cái người đi trước là người ta cho cái người này là tự, có nghĩa là tự mình làm cái điều gì đấy mà mình lên, chứ không nên cầu cứu ai nhé. Có nghĩa là như tự mình thắp mình mà đi, chứ đừng nghĩ lại người khác. Thì theo ý con như vậy con đúng không thầy? À, con nghĩ đó là qua cái ý nghĩ đó là con nghĩ qua thiền tâm rồi. Tự mình phải cứu mình đó, qua cái ý nghĩ đó. Nhưng mà ở đây không phải con, đây là nhân quả mà. Cái khi mà cái ông này ổng té xuống dưới đó, mà trước đi hai cái ông này ít ra là cũng đồng thời đi trên con đường mà ông này đi trước, ông này lọt xuống dưới thì ông này kêu thì ông kia nghe mà. Nhưng mà đứng trước nhân quả thì khi mình nghe được như vậy là có cái duyên với nhau. Mà cái ông này ổng không có cứu ông này, để cho cái người đi sau đó kêu cái người đi sau và người đi sau cứu, tức là cái duyên với cái ông này có cái duyên được cứu do cái người sau, mà cái duyên mà với cái người trước thì không có. Đứng ở trên nhân quả mà nói thì đó là nó cụ thể, nó thiết thực. Còn nói cái kia đó, nói kia là như mình nói là bây giờ tự cứu, sự thật ra ông này lọt mà cái sức ổng yếu quá cho ổng cứu không nổi rồi. Cũng như bây giờ mấy con đó, nếu mà không có thầy mấy con tự cứu được không, con hiểu không? Bây giờ nếu mà mấy con nói bây giờ thôi mấy con cứ tự cứu đi theo kiểu mà nói là tự lực đi, thì bây giờ đó kinh sách đó cứ đọc và tự cứu đi, thì bây giờ mấy con cứu được chưa? Đó, cần gì mà thầy phải giải thích đó. Cho nên vì vậy nó không tự cứu được đâu con. Nếu mà không có ông Phật mà đưa ra 40 chân lý và giáo pháp của Phật, mình tự cứu được không? Không tự cứu được đâu. Cho nên vì vậy mà đứng trong xét độ trong nhân quả đó, thì mình thấy là cái duyên nhân quả của ông đi trước này không cứu ông này là cái duyên nhân quả. Nhân quả ông không có duyên, cho nên vì vậy ông không có cảm động, ông không thấy cái khổ của người lọt xuống đó, mà đang tha thiết coi như là nếu mà không có ai cứu thì chịu chết chứ thôi, mà ông không có thấy cái khổ đau đó. Ông cứ nghĩ là người tha cũng như ông, nhưng mà không ngờ lúc ông lọt hố ông mới có 20 tuổi rồi, cỡ 30 là cao thôi. Còn bây giờ cái ông già này ông lọt là ông 80 tuổi rồi, bây giờ ông trèo lên được cái hố này ông
Con hiểu không? Đó là những cái điều kiện mình phải xác định được cái nhân quả, cái nhân duyên thôi. Mà cái ông này nó thản nhiên mà ông bỏ đi, ông biểu thôi ông tự leo lên đi, tôi rồi đó cũng vậy, tôi cũng leo lên. À, tôi, ông này thản nhiên được, trong khi dù là một chút duyên lên nữa, mà cái người ta kêu mình cứu đó là biết cái sức người ta lên không được thôi. À, cho nên vì vậy mình mới cứu. Còn cái người sau là có nhân duyên rồi, cho nên cái người này họ cứu được. Con cảm ơn thầy.